I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Mình kiếm cái món gì đặc trưng mà vừa rồi mới nổi trên Đà Lạt các bạn, món gì đậu hũ lắc khói gì đó, thấy rồi các bạn. Hello các bạn, thì hiện tại Nhật ký du lịch đang có mặt tại Đà Lạt. Và trong cái mùa hè này thì chắc hẳn là nhiều bạn đang có cái tâm lý là chúng ta sẽ tìm đến một cái nơi mà gọi là nơi nào nó mát mẻ để chúng ta đi du lịch. Do đó là Nhật ký du lịch quay trở lại Đà Lạt để ghi hình cho bạn xem. Vừa rồi thì cách đây 2 tháng thì mình cũng đã đến Đà Lạt và ghi hình rất là nhiều những cái điểm vui chơi, chụp hình check in, ăn uống trên Đà Lạt rồi. Bây giờ quay trở lại là sẽ tìm những cái địa điểm mới mẻ, những cái địa điểm mà các bạn lâu nay đã từng đến hoặc là có những bạn chưa có đến lần nào để ghi hình cho các bạn. Và mình đang ngồi tại cái home này là SUC các bạn, SUC nằm ở số 160 Hòa Hoa 8. Nếu mà các bạn chưa biết cái đường đi đến home SUC như nào, bạn có thể gõ lại cái tập video cách đây 2 tháng trước về du lịch Đà Lạt để bạn xem nha. Cái trong video đó thì Nhật ký lịch cũng đã ghi hình chi tiết từ cái phòng ốc rồi giá cả này kia thì cũng đã ghi hình chi tiết trong video đó rồi. Và cũng cập nhật là cái giá cho các bạn luôn, là cái giá phòng ở đây là dao động từ 300 đến 600 nghìn ở, và đối với ngày thường, còn ngày lễ Tết thì nó rơi vào từ 500 đến 1 triệu tùy theo phòng một giường hoặc là phòng 2 giường. Còn bây giờ thì mình ngồi đây uống nước một xíu là sẽ vào để vệ sinh cá nhân và sau đó sẽ di chuyển đến cái điểm đầu tiên để bấm máy ghi hình cho các bạn nhé. Rồi ok bạn ơi, thì sau khi lấy phòng xong thì Nhật ký du lịch đưa bạn chúng ta sẽ đi ăn trưa nha. Mình đang đứng ngay cái vị trí này là tiệm cơm 1900 hồi đó các bạn, ở số 6 Phù Đổng Thiên Vương Đà Lạt, ở nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương luôn. Đường đến cái quán cơm này rất là dễ tìm, bạn cứ kỹ việc bấm trên Google Maps á, là quán cơm 19 hồi đó, là Google Maps sẽ chỉ cho chúng ta đi cái đường, nó rất là thuận tiện, rất là dễ đi tại vì nằm ngay mặt đường lớn. Và cũng đã xem rất là nhiều bạn đến đây review trên top rồi các bạn, review là quay về tuổi thơ này kia. Bây giờ là Nhật ký du lịch sẽ lên cho các bạn xem thử là ở trên bên trên đó là cái hình ảnh bên trong quán rồi những cái món ăn thực đơn như nào để chia sẻ cho các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên quán các bạn. Đây mình sẽ bước lên những cái bậc cấp như thế này để vào bên trong quán tiệm cơm 1900 hồi đó. Trường này khá là đông. Hai người còn chỗ không em? Dạ còn anh ơi. Dạ bạn vô trong ngồi cùng em nhé. Ok. Chúng ta sẽ vào trong các bạn. Trường này khá là đông. Lên trên lầu á. Lên lầu nhận con hôm nay này cũng được ạ. Ở đây cũng được, trên lầu cũng được đúng không? Thấy nhiều bạn quay trên top những cái view gì mà có cái quầy tuổi thơ là ở trên lầu hay ở đâu? Cái quầy tuổi thơ đó thì em vừa dẹp mất tiêu. Vừa dẹp rồi hả? Quán hơi nhỏ em dẹp đó để mà ok thì anh ngồi ở đây cũng được, nhưng anh đi tham quan phòng ở trên được không? Dạ được luôn ạ. Ở đây là cái không gian ở bên dưới bạn, không gian bên dưới khách người ta đang ngồi, người ta ăn trưa nè. Trưa hôm nay là khá là đông. Ok, giờ lên trên bạn, đi một vòng lên trên cho bạn xem. Ôi ơi, hôm nay khá là đông bạn. Đây, chúng ta sẽ đi lên trên. Đây, ok, camera đưa máy đây. Ở trên đây thì nó hơi chật cho nên là mình sẽ cầm máy luôn bạn. Đây là không gian ở bên trên quán, ngồi ở trên là có thể nhìn xuống phía dưới được luôn. Trong đây cái không gian này bạn có những cái món đồ của tuổi thơ rồi. Cái máy cassette này, máy nghe nhạc bằng những cái băng á,
rồi những cái tivi, máy quạt. À chắc là mình sẽ ngồi đây. Ô, cái này là khách vừa xong rồi em. À cho anh ngồi đây luôn đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ order những cái món coi thử trong quán 1900 hồi đó như thế nào nha bạn. Trước mắt là khi bước vào thì sẽ thấy được một cái không gian á, là những cái vật dụng người ta làm, người ta sẽ để trang trí theo cái kiểu những cái máy cassette nè, rồi những cái tivi, máy quạt và những cái bình thủy ngày xưa bạn. Đó là những cái hình ảnh mà tuổi thơ đa phần là những người mà 8X rồi 9X là sẽ thấy rất là nhiều. Còn 8X, 7X sẽ thấy rất là nhiều bạn. Còn 9X, 2000 thì bây giờ đa phần là sẽ không còn thấy những cái vật dụng đó nữa. Cho nên là mình muốn ghi hình ở cái quán cơm này là để cho các bạn biết được ở trung tâm của thành phố Đà Lạt cũng có một cái quán cơm người ta set up theo cái kiểu phong cách cổ xưa. Bây giờ thì mình sẽ order món. Cho anh order món đi. Đây là cái thực đơn của mình ngày hôm nay. Giá sẽ là 55.000 cho một người, mình sang đầy đủ combo ở trên này nha. Còn ở dưới này là món gọi thêm là theo sở thích của mình. Anh có muốn ăn thêm gì cho ngon cho đầy đặn thì anh lựa chọn thêm ở dưới. Nhà em thì nổi tiếng về cà pháo, món nem với là canh chua cá, là ba món bestseller của quán. Đây bạn, đây là cái menu thực đơn của quán nè. Chúng ta sẽ có một cái combo 55.000 một người các bạn. Ngoài ra sẽ có những cái món thêm ở bên dưới đây, có những món thêm. Chúng ta sẽ ăn cái gì thì kêu thêm. Bây giờ cho anh cái combo này đi. Dạ là hai combo rồi. Combo với lại gì, cái món đặc trưng gì của quán là món gì cho anh luôn? Cà pháo thịt luộc. Cà pháo thịt luộc nhỏ để anh trải nghiệm nha. Ok rồi. Nước thì em có trà tắc và rau má đậu xanh là hai loại nước ngon nhất nhà em ạ. Cho anh đậu xanh rau má đi. Ok. Anh uống trà tắc hay rau má anh? Hai món đó là làm chung một ly sao? Rau má đậu xanh là mix chung với nhau rất là ngon. Rồi ok. Em làm một hai ly đó. Anh đợi em chút nha. Wifi là từ 1 tới 9, còn con cháu thì lúc nào cũng sẽ nhìn thấy cho mình ha. Ok. Trời ơi, mấy bạn ở đây phục vụ nhiệt tình các bạn, tư vấn nhiệt tình kỹ càng rồi cho chúng ta chọn món luôn. Cũng nói các bạn là sở dĩ là mở đầu video là mình quay ở cái hôm trước là muốn hướng dẫn cho bạn cái lịch trình chúng ta đi dễ, tại vì cũng có rất là nhiều những cô chú anh chị ở những cái nơi khác của mình, thì ở Ninh Thuận mình lên nó rất là gần. Có một số khán giả là ở những nơi khác chẳng hạn như Sài Gòn nè, hoặc là ở miền Tây á, thì cũng hướng dẫn cho bạn dễ là nếu mà chúng ta ở miền Tây chúng ta muốn đi di chuyển lên trên Đà Lạt á, là chúng ta đi xe tối đi, thì ở xe Phương Trang á, là có di chuyển từ miền Tây lên tới Sài Gòn, và từ Sài Gòn á, là chúng ta sẽ lên tới Đà Lạt cũng có xe Phương Trang di chuyển luôn. Các bạn canh như thế nào đó là tầm sáng các bạn lên từ Đà Lạt các bạn xuất phát, thì lên tới sáng các bạn từ Sài Gòn các bạn xuất phát thì lên tới Đà Lạt là tầm trưa, sau đó là chúng ta sẽ nhận phòng xong là cái lịch trình chúng ta sẽ đi ăn trưa xong, và sau đó là chúng ta sẽ đi tham quan chụp hình ở những địa điểm đẹp ở Đà Lạt. Còn nếu mà các bạn lên tới Đà Lạt mà các bạn cảm thấy nó mệt mỏi, chúng ta chưa có đi liền, thì nhận phòng xong chúng ta có thể nghỉ ngơi 1-2 tiếng và sau đó chúng ta sẽ đi ăn, và buổi tối thì chúng ta cũng có cứ lên tự nhiên. Buổi tối thì chúng ta cũng sẽ đi tham quan, đi dạo, ngắm cảnh Hồ Xuân Hương này, rồi đi chợ đêm Đà Lạt, mua sắm, ăn vặt. Đó là cái lịch trình mà nhật ký lịch mở đầu video là mở đầu ở hôm trước, là để cho các bạn thuận tiện. Nhiều khi nhiều bạn là không biết là bắt đầu từ đâu và đi như thế nào, rồi lên rồi sẽ ở đâu, làm gì. Đó, cho nên là mới mở đầu video, đa phần là nhật ký lịch sẽ mở đầu ở hôm, và sau đó là sẽ di chuyển đi ăn uống, tham quan, chụp ảnh để cho bạn xem chi tiết. Còn bây giờ thì mình ngồi mình đợi bạn, ngồi uống nước đậu xanh rau má. Ngồi đợi xíu mới order xong, ở dưới nhà bếp người ta sẽ chế biến cho chúng ta, và sau đó thực đơn sẽ lên, món ăn lên thì mình sẽ tiếp tục bấm máy để review cho bạn thì cái món ăn nó có hấp dẫn hay không nha. Ôi nhìn đã mắt chưa, cái này là thốt cơm đúng không? Đây cái thốt cơm đó, thịt luộc, những cái đĩa các bạn, những cái đĩa để người ta đựng đồ ăn, từ những cái đĩa, cái tô, cái chén á, thì nhìn nó cũng rất là những cái hình ảnh nó rất là thân thuộc, làm những cái chén sành ngày xưa các bạn nè, đó nhìn rất thân thuộc. Đủ cho em, đủ combo chưa, đủ đồ chưa? Rồi ok, còn món nữa bạn, đó combo là 55.000 một phần á, là đầy đủ như là 4-5 món như vừa rồi các bạn vừa xem á. Và những ai muốn ăn thêm thì mình có thể gọi thêm, như mình là mình gọi thêm thịt luộc với lại mắm nêm các bạn. Đó thì luôn mắm nêm là dễ ăn nhất các bạn. Ok, đồ ăn lên đủ rồi các bạn. Rồi, cái cơm ở đây á, là cơm đây là người ta ăn uống là thoải mái các bạn, ăn hết tới đâu người ta sẽ bới cơm cho mình tới đó, là không có tính thêm cơm. Quán hiện tại giờ thì đang là rất là đông cho nên là nó hơi ồn. Các bạn cố gắng nghe nha. Đây, từ những cái vá cho đến những cái thố cơm, những cái chén này bạn, đó những từ những cái chén luôn các bạn thấy chưa? Họ làm theo cái kiểu những cái hình ảnh mà
à, ngày xưa các bạn, hình ảnh ngày xưa đó, giờ bới cơm nè, làm miếng cơm. Trời ơi, nhìn trước mặt đầu tiên là nhìn là thấy nó đã hấp dẫn rồi các bạn. Đây, này sẽ thưởng thức trước cái gì, cái thịt luộc mắm nêm các bạn. Đó, một cái đĩa thịt luộc mắm nêm gì chỉ có giá là vài chục nghìn thôi các bạn. Đây nè, đây chấm cái này các bạn. Trời ơi, chấm ít thì không dám chấm nhiều các bạn. Đó. Hơi ngon nha. Đặc biệt là với những cái tín đồ mà kiểu như mà đạo mắm nêm như mình đó là ăn cái này khá là hấp dẫn luôn bạn. Nó rất là ngon cơm, tại vì mắm nêm mà ăn xong với cơm nó cũng dễ ăn nữa bạn. Còn đây là cái món cá chiên nè, nằm trong combo bạn. Chỉ có thịt luộc mắm nêm là mình gọi thêm thôi, còn cái cá chiên đó rồi là nằm trong cái combo 55.000 một phần các bạn. Cái giá nó cũng khá là hợp lý nha. Cơm là người ta là mình ăn bao nhiêu là hết bao nhiêu người ta sẽ lấy cho mình các bạn. Đó. Tay là rửa sạch rồi nha. Có nhiều ông nữa là nói sao tay vô bốc đồ ăn bạn. Cái mắm nêm này á mà bạn chấm với lại chấm cá chiên á cũng rất là ngon. Ừ. Cá họ chiên rất là giòn, cảm giác ăn vô cắn vô miếng rồi giòn giòn nó rất là ngon miệng các bạn. Ngon nha, một tí nữa cái gì để mình bỏ dương mà. Cái giòn giòn cắn vô cái giòn giòn rất là ngon. Còn đây là cái món thịt kho các bạn, cũng nằm trong combo luôn. Đó, kho họ kho trong cái new đất nha bạn nè. Thịt họ kho rất là mềm. Cái nước của thịt kho nó vừa miệng ăn, kiểu như là nó không mặn mà nó cũng không ngọt. Rất là đậm đà luôn. Họ kho với lại cái dưa chua các bạn à, cải chua á, đó. Rất là đậm đà các bạn. Kèm theo cái này là gì đây, cái món này là su xào nè. Đó cũng là một con cái món mà ngày xưa những cái nhà mà nhà khổ khổ là người ta không có gì để ăn các bạn. Làm su xào lên ăn cũng rất là ngon cơm. Kèm theo đó là một món món canh, canh cải thịt bằm các bạn, canh cải thịt bằm. Đó. Đây, canh cải các bạn. Cải thịt bằm. Hấp thử miếng canh các bạn. Hấp thử miếng canh nha. Vừa ăn nha, canh ăn rất là vừa miệng, rất là ngon. Bên đây là cái gì, salad các bạn, salad. Rồi. Ok, bây giờ thì tạm thời Nhật Ký Du Lịch sẽ tạm khép máy để camera ngồi ăn luôn nha bạn. Tại vì hiện tại không gian trong bên trong quán đang rất là đông khách và rất là ồn. Và camera đang đứng thì sợ nhiều khi vướng ảnh hưởng tới các khác nữa. Với lại đồ ăn nó cũng còn đang nóng, đang ngon các bạn. Nhưng mình sẽ tạm thời khép máy để camera dùng bữa. Sau khi ăn trưa xong thì Nhật Ký Du Lịch sẽ đưa các bạn đi tham quan check-in một vài những cái điểm đẹp của ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Hy vọng là chiều hôm nay trời sẽ không mưa các bạn. Chứ nếu mà mưa là coi như là không có quay được cho các bạn xem luôn. Bây giờ sẽ tạm khép máy để camera dùng bữa. Và sau đó sẽ tiếp tục bấm máy ghi hình cho các bạn nhé. Sau khi ăn trưa xong, Nhật Ký Du Lịch đã di chuyển về ngay khu vực đèo Mimosa các bạn. Và mình đang đứng trước cái cổng đi vào bên trong khu cà phê và du lịch các bạn. Đó, bên trong là gì? Ohio Hoàng Long. Thì nơi này là một cái quán cà phê được thiết kế theo cái phong cách của người Nhật Bản các bạn. Hay người ta còn ví von ở cái khu vực quán cà phê này là tiểu Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt. Và cũng đã có rất là nhiều bạn từng đến đây quay phim, chụp hình để mà review rồi. Nhưng mà hôm nay Nhật Ký Du Lịch sẽ quay trở lại để cho bạn xem cái quang cảnh nó thực tế hơn, nó chi tiết hơn. So với các bạn xem những cái rác ngắn á, thì nó không có chi tiết. Các bạn chỉ thấy được những cảnh đẹp thôi. Còn chi tiết như nào, mua vé ra sao thì bạn không có nắm được rõ. Do đó là Nhật Ký Du Lịch quyết định đến đây ghi hình cho bạn, để hướng dẫn cho bạn là chúng ta mua vé ra sao, rồi đi vào bên trong sẽ có những dịch vụ nào, rồi tham quan chụp ảnh những cái cảnh đẹp như nào, sẽ ghi hình chi tiết cho bạn nha. Mình đang đứng trước cái khu vực này, bạn nhìn thấy rất là đẹp. Bên đây là cái gì, Hoàng Long Ohio này bạn. Đó, rồi những cái cây hoa đào đó, nhìn tiểu cảnh nó rất là đẹp. Bên ngoài là nhìn lên hình là khá lung linh rồi bạn. Và cái phòng vé thì nó nằm ở bên cạnh, lại bên cạnh bãi dưới xe đây. Ok, mình sẽ qua bên phòng vé nha. Camera đi qua đây cho bạn xem này. Đó. Đây, mình sẽ qua bên phòng vé để mua vé cho bạn, review chi tiết cho bạn, cập nhật cái giá vé luôn.
và nằm trên cung đèo Mimosa các bạn. Đối diện nó là gì, khu du lịch cánh đồng ho Press gì đây các bạn nè. Đối diện Ohio Hòn Long là khu du lịch cánh đồng ho. Và khu du lịch cánh đồng ho thì mình thấy cũng ít người lui tới cho nó, là quyết định là ghi hình bên đây. Tại bên đây mình nhìn thấy cái cảnh ở bên ngoài nó khá là đẹp các bạn. Rồi chào em. Cho anh hỏi là vé tham quan ở đây là bao nhiêu một người, rồi dịch vụ nó như thế nào em hả? Dạ, bên em có hai loại phiếu, 100 ngàn thì được một chai nước suối, còn 120 thì sẽ được nước tự chọn đó ạ. À, 120 là nước tự chọn, còn 100 ngàn là nước suối. Nước suối. Dạ. Rồi, ok, cho anh vé 120 đi. Dạ, 120 thì mình được chọn một trong các loại nước ở trong menu nha anh nha. Đó là trà, cà phê, hoặc là nước ép, hoặc là sinh tố đều được. À. Đây là mấy phiếu đấy ạ? Cho anh hai vé nha. Đây bạn, đây là cái menu nè. Đó, với vé 120.000 là chúng ta sẽ có nước tự chọn trong đây, trong menu này. Là ở trên đây xuống là muốn chọn món nào cũng được hả em? Dạ đúng rồi, cả bên này nữa nè. À cả bên đây luôn. Dạ. Đó, cả bên đây luôn bạn. Còn nếu mà chúng ta mua vé 100.000 á là chúng ta vào thì sẽ gọi theo menu những cái món đồ uống như này, cà phê này kia là chúng ta sẽ gọi thêm. Còn mình mua vé combo 120 là mình muốn gọi cái gì cũng được. Là mình cầm cái vé này đi lên trên để gọi nước hay là gọi ở đây luôn? Dạ đúng rồi, anh cầm cái phiếu này để qua cổng nha. Xong rồi giữ lại cái phiếu này lên trên nhà hàng mình đổ nước ở trên đấy giùm em. Ok, ok. Ở trong đây hình như là cũng có cho thuê đồ Nhật Bản đúng không? Dạ đúng rồi ạ, ở phía trên khu nhà Nhật đấy anh. Dạ đúng rồi. Rồi, ok anh cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Rồi, ok bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong các bạn. Mình vừa mua vé vào cổng rồi. Vé vào cổng là combo 120 là mình sẽ được gọi một trong những cái phần nước ở trên menu. Tí nữa chúng ta sẽ đi lên trên nhà hàng để chúng ta gọi nước. Còn vé 100.000 là sẽ bao gồm một chai nước suối thôi. Đó, thêm 20.000 nữa là được gọi nước uống ở trong menu các bạn. Đây chúng ta sẽ lên trên. Đây đứng trước cái cổng này nhìn thấy là khá là đẹp nè các bạn này. Ohio rồi. Đi vào bên trên nè bạn nhìn nè. Cái lối mà trước khi chúng ta đi vào thấy những cái đèn lồng các bạn. Đó, những cái đèn lồng của kiểu thiết kế theo kiểu Nhật Bản. Dạ, chào chú. Chào ạ. À. Dạ. Em giữ cái này lên nhà hàng là order nước uống. Dạ dạ em cảm ơn. Đây chúng ta sẽ lên trên. Trời ơi cái quang cảnh này khi mà bước vào cái là thấy là nó tuyệt vời đó các bạn. Đó. Kiểu Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt. Người ta làm trang trí theo cái bố cục là những cái đèn lồng và có những cái chữ này chắc mình nghĩ là chữ Nhật Bản luôn các bạn ạ. À. Đó, chúng ta sẽ đi lên trên. Cái không gian này mà chúng ta tới chụp hình thì khá là ok nha. Lên hình thì thấy nó lung linh các bạn. Và hiện tại thì cập nhật cho bạn, thời tiết ở Đà Lạt là không có lạnh như mọi người vẫn nghĩ. Bây giờ là Đà Lạt là mất đi cái lạnh luôn rồi các bạn. Trời bây giờ là mình thậm chí mình muốn cởi cái áo khoác ra luôn các bạn ạ. À, tại vì nó không có lạnh chút nào luôn. Và không biết là buổi tối nó có lạnh hay không thôi, chứ còn bây giờ là buổi chiều là không có lạnh các bạn. Rồi chúng ta sẽ lên trên. Cái lối bên đây là đi nó sẽ đẹp hơn nè bạn nè. Đó. Bên đây là chúng ta sẽ đi theo dọc đường là những cái cây trụ màu đỏ nè bạn. Họ có viết rất là nhiều những cái chữ Nhật ở trên đây. Mỗi một không gian ở trong đây là chúng ta chụp hình chỗ nào cũng đẹp hết các bạn. Ôi tuyệt vời. Một tiểu Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt. Đây chúng ta sẽ di chuyển lên trên nha. Trong đây thì có những cái cánh đồng hoa nè các bạn nè. Đó người ta trồng rất là nhiều những cánh đồng hoa. Qua bên đây bạn. Đây lên đây. Cái cổng này là cũng thiết kế theo kiểu cổng Nhật Bản nè. Bạn thấy chưa. Đứng đây chụp hình cũng khá là đẹp bạn. À, lên trên nha. Bước vào một cái thôi là chúng ta thấy là có những cái thác nước nhân tạo nè. Thác róc rách các bạn. Đó. Đây ta đây có cái bảng chỉ dẫn nè. Bên khu vực bên đây đó các bạn chỉ dẫn, nếu mà chúng ta đi qua là sẽ là vườn bonsai rồi quầy thuê trang phục. Còn khu vực này là thác róc rách, được mệnh danh là một trong những ngọn thác thơ mộng nhất Đà Lạt. Những dòng nước uốn cong nhẹ nhàng của thác róc rách tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng du khách. Là những cái thông tin. Đây đi dạo bạn, đi dạo trước. Ở đây thì diện tích nó tầm khoảng cỡ 2 hectare các bạn. 2 hectare là khá là rộng rồi bạn ạ. Chúng ta đi dạo trong những cái vườn bonsai. Rất là nhiều hoa cẩm tú cầu các bạn. Hoa cẩm tú cầu. Và nhiều những cái tiểu cảnh để chúng ta lên hình lung linh nữa bạn. Đây đi qua đây. Trên đây người ta đang mở nhạc. Dọc cái lối chúng ta đi thì họ có mở những cái loa nhạc du dương, những cái nhạc nước ngoài các bạn.
Ôi, cảnh đây tuyệt vời quá. Ô, đẹp các bạn à. Ở trên là những cái khu nhà ở trên này. Đây là đây các bạn. Đây, trên đây là những cái khu nhà. Tất cả những khu nhà trong đây là đều thiết kế theo kiểu Nhật Bản hết các bạn, thấy chưa? Đó, qua đây nữa, bên đây là có một cái hồ cá koi nè. Đây, ở dưới đây là một cái hồ cá koi để khách xuống ngồi chụp hình, chụp ảnh. Đó, bạn thấy chưa, cá koi nè. Có nhiều cá koi ở đây luôn. Và cái không gian ở bên trước các bạn thấy có những cái lồng giống như là những cái lồng cu, lồng chim vậy bạn đó, chim bồ câu gì đó. Những cái lồng nhìn họ làm theo cái kiểu gì, họ trang trí màu đỏ, nhìn khá là bắt mắt luôn. Ở đây nếu mà ai mua thức ăn bỏ xuống là cá nó sẽ bay lên nó đốt các bạn, nó đốt thức ăn. Rồi đi lên trên, đi dạo hết một vòng cho bạn xem từng khu vực bên trong nha. Đây là quán cà phê, phải nói là khá là đẹp, nằm ở trên ngay chân đồi Mimosa các bạn, nằm ngay chân đồi Mimosa. Quán cà phê này cái không gian, cái tiểu cảnh, tất cả mọi thứ bên trong đều hấp dẫn đối với du khách. Một tí nữa thì chúng ta sẽ kiếm một cái không gian nào đó nó đẹp đẹp, chúng ta sẽ ngồi thưởng thức nước các bạn, ngồi uống nước. Ôi đẹp quá. Đây trước mặt các bạn là cái quầy gì thuê trang phục gì ở trong đây các bạn nè, quầy thuê trang phục. Mình sẽ đi qua đây nha, đi hết tất cả những điểm ở bên trong Ohio này cho các bạn xem. Ôi cung đường này cũng đẹp nè các bạn nè, họ làm những cái đèn lồng của người Nhật nè. Đó, ở trên kia thì họ gắn những cái cây dù đầy đủ màu sắc, rồi những cái hoa anh đào giả nữa các bạn. Tuy là hoa giả thôi nhưng mà lên hình thì tuyệt vời. Trong đây như là khu vực ngồi để khách ngồi hút thuốc rồi, ở trong đây nè các bạn nè. Đó, khu nhà chờ để ngồi hút thuốc các bạn. Tất cả những cái tiểu cảnh ở bên trong Ohio này mình thấy nó khá là đẹp nhé. Và dọc đường chúng ta đi đều nghe được những cái tiếng nhạc du dương, họ mở như là nhạc Nhật Bản các bạn. Không biết trong đây là có home lưu trú hay không, nhưng mà thấy có những phòng ở trong này. Đi vào bạn, đi vào khám phá từng điểm cho các bạn xem. Ôi rộng các bạn à. Bởi ngoài mình nhìn vào thì mình thấy nó mình không nghĩ là nó rộng như vậy. Có thể đây là những cái phòng để khách lưu trú các bạn. Đây họ đóng cửa rồi nè. Đó, những cái phòng như thế này. Nhìn thêm thử coi. À, hình như là những cái phòng để cho khách lưu trú các bạn. Đó, đây là những cái phòng cho khách lưu trú nè. Rồi đi xuống dưới nha, ở dưới là mình còn thấy nhiều tiểu cảnh nữa. Đó, lần đầu tiên tới Ohio luôn bạn. Ở đây thì hình như là lúc trước là nó có một cái tên khác các bạn, không phải là Ohio Hoàng Long. Sau này thì mới đổi tên là Ohio Hoàng Long thôi. Còn lúc trước ở đây là có một cái tên khác, như là Quê Garden các bạn, đúng rồi. Lúc trước ở đây như là Quê Garden, sau này đổi tên thành là Ohio Hoàng Long. Và khu vực ở dưới đây là vườn sâu chim gì đây các bạn. Đi xuống dưới nha. Đây có những cái tiểu cảnh nè. Ở đây có một cái tivi nữa các bạn, có một cái tivi của người Nhật á, đó. Đó. Vườn tiểu cảnh. Trong đây là cái lối để chúng ta đi vườn bonsai nè. Vườn bonsai là đi vào bên trong. Rộng lắm các bạn à. Ngày chúng ta đi tham quan thì mất tầm khoảng gần tiếng đồng hồ mới hết các bạn. Đó. Khá là đẹp. Đây, nằm ngay chỗ chân đèo Mimosa các bạn. Đó cái đèo à. Đường xe chạy đó là đèo Mimosa các bạn, nằm ngay khu vực cái vòng cua luôn, ngay vòng xoay của đèo Mimosa. Và nếu những ai muốn chụp hình các bạn thì đứng ở đây nè. Đó. Bắt đầu cái mình ra ngoài phía sau các bạn, ra sau cái tivi nè. Đó bạn thấy không, ra sau cái tivi đứng chụp hình nè. Rồi đẹp chưa. Đó. Rồi bước qua lại. Hôm nay lên hình thì lung linh rồi, tất cả những cái điểm trong đây họ làm cái kiểu dáng lên hình rất là lung linh. Ở dưới đây hình như có cái vườn gì dưới nữa các bạn nè, có cái lối để đi. Đó, rất là nhiều, ở đây rộng rớn lắm các bạn à. Khá là rộng. Và nếu mà để đi hết thì mất tầm khoảng hơn tiếng đồng hồ á. Đó, cái quầy cái này hình như là đi xuống dưới cái quầy phía dưới lại bạn, có những cái bậc cấp đi xuống bonsai gì cái quầy ở phía dưới. Ở trên này có những cái nhà để ngồi nghỉ nữa bạn, để mình lên trên nha. Đây lên đây. À dưới là có khu cà phê luôn bạn. Ôi đẹp quá. Hình như là cái khu bonsai ở trên nó khác rồi, khu cà phê dưới này khác nữa bạn nè.
Mình lên trên trước, tí nữa sẽ xuống dưới nha. Lên trên đây. Rồi, rộng bạn. Không nghĩ là rộng vậy. Đây, lên trên. Chào anh. Ở đây rộng tầm khoảng 2 hết không? Đang làm vườn anh, tưới cây à? Cái khu ở dưới là hồ cá coi dưới là khác nữa, còn hồ coi trên đây khác nữa anh? Chung hả? Chung chí là chung một chỗ nhưng mà hai hồ cá coi ha, ở trên ở dưới ha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, em cảm ơn. Rồi. Rồi, rồi, đi lên, đi lên, đi lên. Ở đây rộng quá rối luôn vậy. Vô đây, đây là những cái quầy bán nước tự động nè. Đó, mình sẽ đi hết một vòng ở trên đây. Rồi tí nữa là sẽ xuống khu vực bên dưới, mình order nước và xuống dưới ngồi uống nước ra cho bạn ngắm cảnh ở dưới nữa. Chúng ta sẽ đi vào những cái nhà trong đây. Tuyệt vời, đây cảnh đẹp quá bạn. Ở đây mà chúng ta muốn lung linh thì chúng ta có thể thuê những cái bộ trang phục Nhật Bản để chúng ta chụp ảnh, chụp hình thì nó khá là lung linh. Và như là những cái bộ trang phục đó là giá thuê tầm khoảng cỡ hơn 100.000 một bộ bạn. Còn khu vực này là để chúng ta ngồi uống trà đạo rồi nè. Đó, ngồi bệt xuống theo phong cách người Nhật. Chúng ta sẽ ngồi bệt xuống. Đây là cái bàn để mà pha trà nè bạn nè. Chúng ta sẽ ngồi đây. Ngồi đây bắt đầu cái mình ngồi khoanh chân lại nha bạn. Cái này mình đang mang giày nên chưa không ngồi khoanh chân được. Ngồi chụp hình pha trà đó bạn. Rồi. Không gian này đẹp quá. Mình không nghĩ là nó đẹp như vậy bạn. Đi xuống qua đây nữa bạn. Đây là khu vực tô tượng, tô vẽ tranh gì ở đây. Chào chị. Đó, rồi xuống dưới. Này mình đi đang vào buổi xế chiều cho nên là nó hơi vắng khách. Chứ còn thường là vào những cái buổi sáng hoặc là buổi chiều hẳn luôn đó, tầm khoảng cỡ 4-5 giờ đó, là ở đây đông khách rất là đẹp. Bên cạnh có một cái tiểu cảnh nữa để chúng ta ngồi nè. Đó. Ở đây mà chúng ta ngồi ngắm cảnh rồi cho cá ăn thì cũng tuyệt vời các bạn. Đây. Trời ơi, mấy con cá, mấy con cá coi nó to đùng nè. Đây camera qua cho bạn xem mấy cá coi đây, trời nó to đùng luôn. Đó. Nó bự hơn những cái con cá coi vừa rồi chúng ta vừa thấy ở phía dưới. Rất là to luôn các bạn, đầy đủ màu sắc ở đây. Và trong đây hình như là nó có tới tận khoảng cỡ 3-4 hồ cá coi vậy á. Ở mỗi một cái điểm tham quan là đều có một cái hồ cá coi để khách ngồi cho cá ăn rồi chụp hình. Mà đẹp nhất là chúng ta thuê những cái bộ trang phục của người Nhật Bản lại. Thuê những bộ trang phục của người Nhật Bản có đồ nam, đồ nữ đầy đủ để chúng ta lên hình thì nó sẽ lung linh hơn. Rồi đi xuống dưới nha, xuống order nước rồi kiếm một cái góc nó đẹp đẹp ngồi trò chuyện với bạn. Đây, khu vực vừa rồi chúng ta vừa đi qua nè. Khu này là để thuê trang phục các bạn. Để thuê trang phục. Ở trong đây là thuê trang phục người Nhật đó đúng không em? Cái giá thuê trang phục là bao nhiêu một bộ em? Dạ, bên em cho thuê một bộ là 100.000 một bộ anh, chưa bao gồm phụ kiện. À, 100.000 một bộ là chưa bao gồm phụ kiện. Dạ, phụ kiện là 30.000 một phụ kiện. Mỗi bộ thì anh cộng với em là 500.000, mình thuê 1 tiếng đồng hồ. Thuê 1 tiếng đồng hồ là mỗi bộ là phải cọc 500.000, khi mà trả đồ lại là sẽ trả cọc lại. Rồi ok anh, cảm ơn. Đó, đây là những cái bộ trang phục, cái khu vực mà để thuê đồ Nhật các bạn đó. Những cái bộ trang phục của người Nhật, đồ nam có, đồ nữ có. Và như lúc nãy mình có cập nhật với bạn là thuê ở đây là giá là 100.000 một bộ, chưa tính phụ kiện, những phụ kiện thì sẽ tính thêm. Và mình phải cọc 500.000, sau khi mà chúng ta thuê 1 tiếng đồng hồ xong thì trả lại thì họ sẽ trả cọc cho mình. Đó, rồi anh cảm ơn nhé. Rồi, đi xuống. Xuống dưới. Mình nhận nước là ở dưới quầy kia em. Rồi ok. Chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới quầy để nhận nước. Trời, không nghĩ là nó rộng lớn mà nó đẹp vậy luôn các bạn. Chúng ta sẽ xuống dưới để nhận nước nha các bạn. Mình sẽ đi dọc. Đây, vừa rồi là cái hồ cá coi mà mình vừa đi qua các bạn. Nó nằm bên đây là cái hồ cá coi mà mình vừa đi qua. Đây hình như là 3-4 hồ cá coi gì để khách chụp hình chụp ảnh á. Chúng ta sẽ đi dọc theo những cái bờ cỏ như này, họ lát những cái viên đá dọc đường để chúng ta đi. Trong đây thì thực sự mà nói quán cà phê này khá là ok các bạn. Khá đẹp, đẹp là vì những cái tiểu cảnh ở trong đây. Họ trang trí, thiết kế tuyệt vời.
Rồi đi vào bên trong quầy để mà nhận nước nè. Chào em. Mình nhận nước là ở đây ha. Dạ, mình đổ nước cho Minu. À, để coi hai phiếu bỏ đâu. Ở đây là gọi món nào cũng được, trên menu là gọi món nào cũng được đúng không? Dạ, chọn món nào. Ồ, giờ không biết uống gì luôn các bạn. Ờ, cho anh cái gì à? Trà sữa khôi môn, một trà sữa khôi môn cho anh đổ trước một phiếu đi. Dạ. Rồi, bạn camera tí nữa là bạn quay xong rồi bạn lên bạn đổ nước sâu các bạn. Tay giao cho camera cầm lên nè, mất phiếu lát khỏi uống luôn. Ờ. Khi nào nghe nó kêu là wow wow đây ha. Dạ. Ừ. Gặp em là mới nhận được, gặp người khác là không nhận được phải không? Dạ. Ý là nó kêu xong vào gặp em mới nhận được, còn gặp bạn khác là không được. Được hết ạ. Ok, cảm ơn. À, không gian ở trên bạn. Chúng ta sẽ đi lòng vòng một vòng ở đây trước, tại vì đi xuống dưới thợ tí nữa nó kêu đi lên lại xa bạn. Đó. Ở đây rất là nhiều những cái vườn hoa người ta trang trí, người ta làm rất là nhiều những cái vườn hoa này. Bên đây còn có một cái khu vực để mà khách chụp hình chụp ảnh đi qua đây bạn. Qua đây cho bạn xem nè. Đây có một cái khu vực. Rồi ok, camera đứng đây nha, camera đứng đây để cho bạn xem nó xa, nó sẽ đẹp hơn nè. Đó, mình sẽ di chuyển lên đây. Cái góc này là cái góc cũng khá nhiều bạn tới đây để chụp hình nè. Đó, mình đứng ở trên đây chụp được những cái tấm hình đẹp bạn. Đó, bạn thấy chưa? Ôi ôi, đi một vòng là bắt đầu là thấy nóng luôn bạn. Đà Lạt giờ là không lạnh chút nào luôn, không biết buổi tối nó như thế nào chứ hiện tại không lạnh chút nào luôn. Đi tầm một xíu rồi là bắt đầu ra mồ hôi là thấy nóng rồi. Ở đứa này chúng ta quan sát được cái cảnh ở dưới vừa rồi, ở dưới kia không biết camera bắt được hay không. Đó là cái khu vực mà chúng ta ở dưới, chúng ta đi lên theo dọc những cây trụ họ trang trí màu sắc màu đỏ, rồi đầy những cái chữ mà chữ của người Nhật, rồi những cánh cổng, những cây dù rất là nhiều các bạn. Tuyệt vời. Ơi, mình sẽ vào lại đi xuống khu vực ở dưới đây nữa, tranh thủ đi vòng ở đây ghi hình cho bạn cho nó gần, rồi tí nữa là nghe nó kêu vào nhận nước cho nó dễ. Đây xuống đây này, không biết là hoa gì đấy bạn, nhưng mà đẹp quá, họ trồng rất là nhiều luôn. Đà Lạt mà chúng ta đi mùa này đi dọc đường đèo là thấy cây cối nó khô các bạn, kiểu như là nó bị hạn rồi, nó thiếu nước, nó khô cằn và nó cháy cây cháy cỏ. Nhưng mà lên trên đây thì không gian người ta tưới nước hàng ngày ấy, cho nên là nhìn nó xanh tốt, rất là đẹp. Đây cái xích đu này biết ngồi ổn hay không đây. Được không, camera thấy cảnh ổn. Đó, còn đây để chụp hình các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chờ nhận nước và sau đó sẽ tiếp tục ghi hình cho bạn nha. Rồi ok, vừa nhận nước rồi các bạn. Đây, mình một ly cao ra, một ly cao ra. Uống cái gì? Cái này cái gì? Cam xả. Cam xả hả? anh là anh phái chứ đâu, trà đào cam xả. Rồi đi dọc qua xuống cái hồ cá coi ở dưới các bạn. Vừa rồi ở trên đó là mình đứng mình nhìn xuống là cái khung cảnh cái hồ cá coi đó, nó rất là đẹp, cho nên là đi xuống dưới ghi hình cho bạn nè. Ở dưới đó là có cái không gian mà để chúng ta ngồi chúng ta uống nước luôn các bạn. Đó, cái đường này là vừa nãy là chúng ta vừa đi lên, còn cái hồ cá coi nó nằm ở dưới lại. Đây mình tìm cái lối để mình đi nè, không biết là nó nằm ở khu vực nào, hình như bên đây bạn, đi xuống theo cái đường này.
theo đường này để đi qua cánh cổng bạn, cái cánh cổng mà vừa rồi chúng ta vừa đi vào á. Trời ơi, trên đây nó rộng bạn, đi có một vòng mà tìm cái hồ cá coi tìm không ra này. À, cái lối này, đây xuống đây. Hôm nay đường cái là họ trồng rất là nhiều hoa, cho nên là tạo cái cảnh sắc nó vô cùng là bắt mắt. Chúng ta đứng ở mỗi một góc cạnh nào chúng ta đều có những cái bức hình đẹp. Còn những cái quán cà phê ở trong trung tâm thì nó có một cái vẻ đẹp riêng các bạn, là chúng ta ngồi ngắm đồi thông rồi sương mù, những cái view mỗi một chỗ thì sẽ có một cái nét đẹp khác nhau. Đây xuống dưới đây nè, dọc đường thì họ đi tới những cái chỗ nào họ cũng đều nghe cái tiếng nhạc của người Nhật Bản hết bạn. Tại vì đây là phong cách của người Nhật cho nên là họ mở rất là nhiều những cái nhạc Nhật Bản ở đây. Ở dưới đây còn có một cái vườn trúc rồi nữa bạn. Đây qua đây nha. Đây chúng ta sẽ tìm cái lối để đi xuống hồ cá coi. Ở trên kia còn có một cái tiểu cảnh nữa bạn nè. Một cái tiểu cảnh mà du khách cũng hay thích đến đó để mà chụp hình. Chui qua những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim đó bạn. Đây chúng ta sẽ chui qua những cái cây hoa sim nè. Đây là sim sim hoa sim nó khác, còn mà sim mà để lấy trái để làm rượu đồ nó khác nữa bạn. Đây lên trên, trời ơi tuy có tầm 2 hectare thôi mà đi lòng lét là muốn lẹt luôn các bạn. À đây rồi, trong đây hồ cá coi nằm trong đây các bạn. Đây cái khu vực vừa rồi mình vừa nói cho các bạn nè, bên đây đứng chụp hình cũng khá là đẹp nha. Đó, bên đây chụp hình cái view này cũng tuyệt vời nè. Đó, thấy chưa. Rồi đi vào đây, chúng ta sẽ đi qua cái cánh cổng rất là đẹp nè. Đó, đồi mua tím gì đó là ở trên. Đây, đi vào cánh cổng này. Đây bạn, đây cái hồ cá coi mình vừa nói với các bạn này. Ôi, đẹp quá bạn. Ôi, đẹp chưa. Ôi, bạn thấy đẹp chưa. Rất là nhiều cá luôn mà nước ở đây nó trong bạn, trong vắt luôn nè. Nhìn xuống dưới là thấy đáy ở dưới luôn bạn. Đó, rất là nhiều cá coi nè. Thấy đáy ở dưới luôn. Đây kiếm cái chỗ đây đi qua ngồi uống phê. Ôi đẹp quá. Không biết là cái đường này đi được hay không. Em ơi, em ơi cho anh hỏi xíu em ơi, cái đường này đi qua được không? Trời ơi. Cara đi được không? Đó, họ làm những cái trụ đá để chúng ta bước đi nè. Không mình cũng chắc chắn nha bạn. À đi bình thường hả? À rồi ok. Tưởng đâu là phao nổi. Cả ra bước ở trường hụt chân nha. Rồi. Đây. Rồi ok, cả ra đứng ngoài đó đi cho nó đẹp. Ngồi đây bạn. Đó. À ở đây là có thức ăn cho cá luôn hả? Bao nhiêu một bịch em? 10.000 à, lấy cho anh bịch đi. Hả? Anh quay YouTube hả? À quay YouTube. Coi kênh anh mấy lần. À vậy hả? Có coi kênh mấy lần hả? À rồi, anh cảm ơn nha. Dạ, mấy bạn nhân viên ở đây cũng coi kênh được vài lần các bạn. Đây, giờ cho cá ăn nè. Đó, cá ra thấy không? Rõ sáng không? Đây, bắt đầu cá nó bung lại đó bạn. Đó. Trời ơi nhiều chưa? Ôi quá nhiều luôn. Đẹp bạn, cái khung cảnh mà ngồi đây vào mỗi buổi chiều á, ngồi thư giãn uống nước ở đây rồi cho cá ăn ngắm cảnh đây tuyệt vời. Cái không gian đây không còn gì, không còn chỗ nào để chê bạn. Tại họ thiết kế theo cái phong cách Nhật Bản, họ làm theo cái kiểu không gian từ những cái lối đi cho tới những cái tiểu cảnh, họ làm đều giống như là phải thực sự mà nói như ban đầu mình có nói bạn là giống như là một tiểu Nhật Bản thu nhỏ dưới lòng Đà Lạt vậy. Và đây có lẽ là cái quán cà phê Oyo Hoàng Long này nè, độc đáo nhất ở trên cung đèo Mimosa các bạn.
chứ còn ở trong trung tâm thành phố thì cũng còn nhiều quán đẹp hơn nữa nha. Nhưng mà mình đang nói ở cái cung đèo Mimosa thì mình cảm nhận là quán Hồng Long Oreo này là ok, tuyệt vời. Mấy bạn nhân viên ở đây cũng nhiệt tình nữa. Và trên Đà Lạt thì khán giả của Nhật Ký Lịch ở trên Đà Lạt rất là nhiều, tại vì những video mình quay ở Đà Lạt đa phần là được mọi người ủng hộ rất là cao, toàn là vài trăm nghìn lượt xem các bạn. Họ cho nó ăn hết luôn bạn. Rồi ok, con bị này lát lên trên nhữ nữa bạn. Đây đây, đi qua cái cầu cho nó ăn tiếp. Sợ là mưa các bạn, tại vì nó bắt đầu là mặt trời bắt đầu sụp xuống rồi. Trời nó ăn nó quen rồi, bắt đầu kia mình đi tới đâu là nó bô theo tới đó này, nó thấy mình hình như nó cảm nhận được mình cầm thức ăn luôn các bạn. Mình đi qua đây là nó tự nó bô qua luôn nè, chưa cho nó ăn mà nó bô qua là nó chờ sẵn luôn các bạn à. À ăn đi. Đó. Ôi ơi. Rất nhiều luôn. Đó. Nhiều lắm bạn, bỏ qua đây nữa nè. Qua đây. Nó chui qua những cái khe, những cái bậc mà để chúng ta bước đi nè, nó chui rất là nhiều luôn. Trời ơi, nó qua bên kia kìa. Đó, quăng xa ra là bắt đầu nó bô qua hết luôn bạn. Đây, qua đây. Đó. Ok, tuyệt vời. Rất là thú vị. Ai là đang ngồi uống nước. Đây, ngồi đây bạn. Thì cái không gian này phải nói là khá là ok nha. Rất là thích hợp để chúng ta ngồi uống nước, cà phê, ngắm cảnh. Thì lúc đầu cũng có nói bạn cái giá vé là cập nhật lại. Có nhiều bạn là mình không biết là các bạn có xem kỹ cái video hay không, nhưng mà cũng có nhiều bạn là đa phần là mở đầu video là mình hay cập nhật cái giá này, rồi cái cung đường đi như thế nào, hướng dẫn cái vị trí các bạn đến và mua vé ngay từ đầu cổng luôn. Nhưng mà có rất là nhiều bạn vào cái comment hỏi mình là cái giá nó như thế nào. Nhưng thực sự là nhiều khi các bạn cứ bấm vào trong video, bạn cứ kéo liên tục là bạn không có biết được đó. Cho nên rất là nhiều người cứ vào những cái video mà hỏi là giá cả nó ra sao, thì giá cả là mình đã cập nhật ở đầu video rồi. Bây giờ nói lại cho bạn, có nhiều bạn là tôi nhanh thì nói lại các bạn là cái giá vào cổng là 100.000 một vé, là chúng ta sẽ có một chai nước suối. Còn 120.000 là chúng ta sẽ gọi một phần nước bất kỳ trong menu, nước nào cũng được, có trong menu 40-50.000 một phần các bạn. Nếu mà chúng ta không mua cái vé 120 là chúng ta gọi riêng là 40-50.000 một phần nước, 30-40.000 một phần nước. Còn mua vé 120 là có sẵn một phần nước rồi, chúng ta gọi cái gì, bất cứ món gì trong menu là có là chúng ta gọi đều được hết. Đó là cập nhật chi tiết cho bạn để bạn dễ hiểu, cho bạn khỏi hỏi tới hơi lui về cái giá cả nha. Rồi mình sẽ ngồi đây. Ngồi đây uống nước bạn, uống nước tầm một xíu nữa là sẽ di chuyển vào bên trong trung tâm của Đà Lạt và sẽ kiếm một vài những cái nơi ghi hình cho bạn nữa. Sẽ có những cái nơi mà các bạn đã từng đến rồi và có những cái nơi mà các bạn chưa có lên Đà Lạt nhiều lần nhưng bạn chưa đến lần nào, sẽ cố gắng ghi hình trong cái video này cho các bạn xem. Còn bây giờ thì sẽ ngồi cà phê thư giãn thả hồn mình cùng với những cái tiếng nhạc du dương họ mở trong cái vườn bonsai này, rồi ngắm cá coi, và tí nữa là đi lên trên trung tâm của Đà Lạt sẽ tiếp tục bấm máy ghi hình cho các bạn nhé. Ok bạn, thì rời khỏi quán cà phê Hồng Long Ohio nằm ở trên cung đèo Mimosa thì Nhật Ký Lịch di chuyển ngược về lại trung tâm của thành phố Đà Lạt để ghi hình cho bạn xem. Thì trên cái đường đi về mình có ghé một ngôi chùa ở đây gọi là chùa Thiên Vương Cổ Sát, hay còn có tên gọi khác là chùa Tàu các bạn. Và mình đang đứng trước cổng tam quan để chúng ta đi vào bên trong viếng Phật. Thì ngôi chùa này cũng nằm ngay cung đèo Mimosa gần tới trung tâm của thành phố Đà Lạt các bạn. Và nơi này cách trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng cỡ vài cây số thôi, rất là gần luôn bạn. Và nó gần với cái nơi mình lưu trú là homestay SUC các bạn. Từ SUC đi di chuyển qua đây tầm khoảng cỡ 10 phút đi xe, chưa tới 10 phút đi xe bạn. Và ngôi chùa này cũng cập nhật thêm cho bạn một số những thông tin là ngôi chùa này ngày xưa là do một vị trụ trì người Hoa sáng lập vào thời điểm những năm 1900, mình không nhớ chính xác như là 1958 hay là chính xác thì mình không nhớ con số bạn. Nhưng mà vị trụ trì đó người Hoa sáng lập, thì ngày xưa ngôi chùa này là
Rất là đơn sơ bạn, chỉ bằng vách lá rồi bằng tre nứa đơn sơ thôi. Đến những năm 1989 thì ngôi chùa được trùng tu và xây dựng sửa sang đồ lại bởi những Phật tử người Hoa chung tay để mà sửa sang, thì ngôi chùa mới trở nên khang trang và có dáng vẻ diện mạo mới như bây giờ. Thì không để mất thời gian của bạn nữa, Nhật Kiều Lịch sẽ di chuyển vào bên trong. Chúng ta sẽ đi vào bên trong cổng tham quan để viếng Phật nha. Ok, đi vào bạn. Đây là cổng tham quan để chúng ta đi vào trong. Thì xe ô tô và xe máy thì chúng ta cũng có thể chạy thẳng lên đây để chúng ta để ở khu vực ở phía trước đây luôn các bạn ạ. Và ngôi chùa này nằm ở một cái vị thế nó vô cùng là đẹp, nằm trên một cái ngọn đồi lưng chừng, mặt sau là rất là nhiều những hàng cây thông ở mặt sau, và có một cái tượng Phật, một tượng Phật ở phía sau nữa các bạn. Đây chúng ta sẽ vào làm lễ. Vừa rồi thì mình cũng vừa làm lễ, mình viếng Phật ở khu vực phía trước, và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong. Và ngôi chùa Thiên Vương Cổ Xác này thì rất là ít người biết đó các bạn. Đa phần mọi người đi Đà Lạt là hay ghé thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, tại vì đó là ngôi thiền viện nổi tiếng ở thuộc thiền phái Trúc Lâm Miên Tử, nổi tiếng ở Đà Lạt rồi, cho nên rất nhiều người hay ghé tới thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Nhưng chùa Cổ Xác Thiên Vương này chỉ có dân địa phương hoặc là một số những tỉnh lân cận, người dân ở tỉnh lân cận như là Ninh Thuận hoặc là Khánh Hòa, Nha Trang thì mới biết được cái ngôi chùa Cổ Xác Thiên Vương, do đó là mới ghi hình cho bạn để bạn biết cái địa điểm mà chúng ta đi viếng Phật vào những cái dịp mà rằm hoặc là những cái dịp mà lễ Tết đầu năm thì mình biết cái nơi mình đi. Đây chúng ta sẽ vào bên trong. Đây là khuôn viên ở bên trong chùa Cổ Xác Thiên Vương các bạn. Khi chúng ta bước vào đây thì một cái không khí nó vô cùng là yên ắng các bạn ạ. Và bên cạnh đây thì mình thấy là có một cái máy để mà xin những cái quẻ xăm các bạn. Thì để xin được những cái quẻ xăm như thế này, chúng ta sẽ bỏ những cái đồng xu vào, bỏ cái đồng xu vào bên trong, và sau đó trong máy nó sẽ tự nhảy cái thẻ xăm ra. Bây giờ thì Nhật Kiều Lịch sẽ xin cái quẻ xăm cho các bạn xem nha. Đây chúng ta sẽ lấy một cái thẻ như thế này, và đây là cái hòm công đức các bạn, cái thùng công đức. Chúng ta tùy hỷ, chúng ta muốn bỏ bao nhiêu vào thì chúng ta bỏ tùy hỷ, rồi sau đó chúng ta sẽ đút vào bên trong đây nha, đút vào bên trong đây, và sẽ đứng chắp tay niệm Phật để xin được những cái quẻ xăm vừa ý. Sau khi vừa dứt một hồi nhạc thì sẽ nhảy ra một cái thẻ xăm như thế này, và mình qua bên đây để mình khư cái thẻ xăm này ra bạn. Đó, khư ra, và chúng ta sẽ bỏ vào cái ống, vào lại trong đây để cho người ta bỏ người ta bỏ những cái thẻ xăm mới cho du khách đến để xin xăm. Mình vừa lấy được một cái thẻ trung xăm các bạn, xăm trung. Đó rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái khuôn viên ở khu vực phía sau nha. Ngoài này thì nó sẽ sáng đẹp hơn các bạn. Đây là khuôn viên ở phía sau, và có lẽ là chánh điện thì nằm ở khu vực ở sau đây các bạn, nơi mọi người thường đến đây để mà làm lễ vào những cái dịp mà rằm hoặc là những cái dịp đầu tháng, đầu năm các bạn. Khi vào bên trong thì chúng ta sẽ để giày dép ở bên ngoài. Đây, chúng ta sẽ để giày dép bên ngoài để di chuyển vào bên trong chánh điện của chùa Thiên Vương Cổ Xác. Ok, bây giờ Nhật Kiều Lịch sẽ đi di chuyển ra bên ngoài và sẽ tiếp tục trò chuyện với các bạn nha. Tại vì vào những cái chỗ, những cái nơi tôn nghiêm, những nơi linh thiêng, đa phần là mình sẽ hạn chế nói chuyện bạn. Mình hạn chế nói chuyện để tỏ cái lòng tôn nghiêm ở những cái nơi mà chùa chiền hoặc là những cái địa điểm mà nó linh thiêng thì chúng ta không có đùa giỡn ở những cái khuôn viên ở khu vực bên trong. Rồi, chúng ta sẽ đi qua bên đây. Và ở trong khu vực của chùa Thiên Vương Cổ Xác thì cũng có, theo như tìm hiểu của Nhật Kiều Lịch thì có một cái bàn tự xoay đó, thì nằm ở phía bên đây. Giờ sẽ đưa các bạn chúng ta sẽ qua nhé.
Và cái lối này để chúng ta đi ra phía sau khu vực Thích Ca Phật Đài các bạn. Đây khu vực cái bàn tự xoay này các bạn này. Đó. Thì theo như nhiều người chia sẻ là mình bây giờ tập trung các bạn, tập trung năng lượng thì các bạn nó sẽ xoay theo cái tâm ý của mình, có nghĩa là mình muốn xoay trái hay xoay phải thì phải nhắm mắt để mà tập trung cái năng lượng. Thì mình cũng thử làm mấy lần các bạn, nhưng mà thực sự có lẽ là cái nguồn năng lượng của mình không đủ để xoay cái bàn. Do đó là bây giờ sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Cái này là các bạn không được là tập trung tư tưởng, tập trung cái năng lượng của cơ thể mình á. Thì để coi thử cái bàn nó có xoay hay không nha các bạn. Xong hồi tập trung năng lượng thì có thể là mình không đủ, các bạn không đủ cái năng lượng để mà làm cho cái bàn nó xoay. Thì cũng có rất nhiều người tới đây để mà thử nghiệm cái bàn tự xoay, là họ đứng tầm khoảng cỡ 2 người đến 3 người, họ đặt tay lên trên cái bàn đây và tập trung tất cả đều suy nghĩ về một hướng, có nghĩa nếu như chúng ta đứng 2 người thì 2 người phải đồng thuận thống nhất với nhau trước là sẽ suy nghĩ nó quay về bên trái hoặc là sẽ suy nghĩ nó quay về bên phải. Thì cái năng lượng của cơ thể tạo ra để làm cho cái bàn nó xoay. Thì đó là theo cái lý thuyết nó là như vậy các bạn. Nhưng mà mình thử mình đặt cái tay lên. Và có lẽ là do mình chưa có đủ cái tập trung cái nguồn năng lượng cho nên là không thể làm xoay cái bàn. Bên dưới thì có những cái trục như thế này, nó rất là nhẹ các bạn. Rất là nhẹ. Đó các bạn, cái trục như thế này rất là nhẹ. Đó bạn nghe những cái tiếng kêu à. Các bạn thấy chưa? Ok, hình như là có lẽ là mình chưa đủ duyên các bạn, chưa đủ duyên để làm cho cái bàn xoay. Đây, chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực ở phía sau. Nơi này là gọi là Thích Ca Phật Đài. Thì khu vực ở phía sau đây là còn có một pho tượng của Ngài Phật Thích Ca các bạn. Ngài Phật Thích Ca. Nên gọi là Thích Ca Phật Đài. Chúng ta sẽ đi lên trên nằm giữa rừng thông các bạn. Đấy, chúng ta sẽ theo những cái bậc cấp như này để lên trên, nằm sâu khu vực chánh điện của chùa Thiên Vương Cổ Xác hay còn gọi là chùa Tàu. Thì như tên gọi mà mình có thể nói cho các bạn, ở đầu khúc đầu mình đứng ngay chỗ cổng tam quan của chùa, thì ngôi chùa có tên gọi là chùa Tàu là do một vị ngày xưa, cái vị sư mà sáng lập ra ngôi chùa này là người Hoa các bạn. Vị sư người Hoa sáng lập ra ngôi chùa thì lúc đó là chỉ là một cái thảo am nhỏ thôi, chỉ là một cái nơi để tu tập rất là đơn sơ. Mãi đến những cái năm mà theo mình không nhớ chính xác nữa, nhưng mà như là năm 1989 thì ngôi chùa được trùng tu nè, sửa sang lại bởi công sức của một số Phật tử người Hoa ở trên vùng đất Lâm Đồng và có lẽ là ở những nơi khác nữa chung tay để mà tôn tạo ngôi chùa. Do đó là ngôi chùa trở nên có vẻ khang trang hơn với thời điểm hiện tại mà chúng ta đi viếng chùa như thế này. Đây chính là khu vực tượng Phật Thích Ca. Nơi này gọi là Thích Ca Phật Đài các bạn.
Ai, vừa rồi thì Thật Kiêu Lịch cũng đưa các bạn, chúng ta cũng đã vừa đi một vòng ở bên trong khuôn viên của chùa Thiên Vương Cổ Xét, để bạn biết được là ở trung tâm của thành phố Đà Lạt, ngoài chùa, một số những ngôi chùa nổi tiếng như Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt này, và một số những ngôi chùa khác ở trong trung tâm, thì ngay chỗ chân đèo Mimosa còn có một ngôi chùa của người Hoa theo cái thiết kế kiểu tất cả những cái mái vòm của chùa này, rồi mọi thứ bên trong là đều theo thiết kế của người Hoa các bạn, rất là cổ kính. Và cái quang cảnh mà mình đứng ở khu vực phía sau Thích Ca Phật Đài này vô cùng là mát mẻ, đặc biệt là các bạn đi vào buổi trưa thì khi chúng ta đến đây viếng Phật thì cảm giác mà chúng ta ra phía sau rừng thông này nó rất là yên tĩnh mà rất là bình yên luôn, và nó vô cùng mát mẻ tại vì nằm giữa khu vực rừng thông và nằm trên một ngọn đồi đó. Thì vừa rồi cũng đã cho bạn xem một vòng quang cảnh ở đây, và có lẽ là bây giờ thì Nhật Kiêu Lịch cũng di chuyển về lại bên hôm bạn và tắm rửa vệ sinh cá nhân, sau đó chúng ta sẽ đi dạo buổi tối ở chợ đêm Đà Lạt. Đó là kết thúc một ngày chúng ta du lịch tham quan ngắm cảnh check in ăn uống ở Đà Lạt trong ngày đầu tiên, và sẽ còn mình sẽ ở Đà Lạt tầm khoảng cỡ 2-3 ngày bạn, để ghi hình cho bạn một số những điểm mà Nhật Kiêu Lịch lên Đà Lạt nhiều lần và chưa ghi hình nữa, thì trong những tập video tiếp theo sẽ ghi hình cho bạn một số những điểm tham quan đẹp này, những khu vui chơi đẹp để bạn theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Nhật Kiêu Lịch sẽ di chuyển về lại home để tối nay chúng ta sẽ đi tham quan ngắm cảnh và khám phá ngoài chợ đêm Đà Lạt sau bao nhiêu năm nó có thay đổi như thế nào hay không nhé. Bây giờ thì chúng ta về home các bạn. Rồi tới chợ đêm rồi bạn, đang di chuyển đi bộ vào bên trong chợ đêm. Thì chợ đêm Đà Lạt như những tập video trước mà Nhật Kiêu Lịch có giới thiệu với bạn á, còn có một cái tên gọi khác, đó chính là chợ Âm Phủ các bạn. Tại vì ngày xưa là họ không có, người dân không có hợp chợ buôn bán đầy đủ những vật dụng như thế này, mà ở cái thời điểm ngày trước là người dân họp chợ vào bắt đầu chiều tối sụp mặt trời xuống là mọi người họp chợ le lét bên những ánh đèn dầu để buôn bán những cái vật phẩm rau củ quả, đến tờ mờ sáng thì mới kết thúc chợ, do đó là có cái tên gọi là chợ đêm Đà Lạt, gọi là chợ Âm Phủ là như vậy các bạn. Đây nhộn nhịp tấp nập. Ở trong đây thì mình vẫn thấy là xe ô tô, xe máy, mọi người vẫn chạy vào bên trong đây được đấy các bạn nè. Đó. Này vẫn có xe di chuyển vào bên trong. Taxi, ô tô, xe máy vẫn chạy vào bên trong khu vực chợ đêm Đà Lạt được các bạn. Đây chúng ta sẽ đi vào một vòng cho các bạn ngắm lại cái cảnh ở chợ đêm Đà Lạt. Sau bao nhiêu năm các bạn không lên Đà Lạt thì có thay đổi như thế nào hay không nha. Mình thì thường xuyên đi Đà Lạt cho nên là mình quá quen mắt rồi các bạn, thì không biết là đối với các bạn như thế nào, chứ còn mình thì thấy quá quen mắt rồi, tại vì một năm mình lên Đà Lạt không biết bao nhiêu lần các bạn, đi nghỉ dưỡng rồi công việc mọi thứ, một năm lên Đà Lạt không biết bao nhiêu lần, cho nên là thấy cái quang cảnh nó cũng vậy, không có gì thay đổi. Bên đây là cái khu vực mà để mọi người lên để chụp hình chụp ảnh rồi nghe nhạc đồ ở trên đây các bạn nè. Đó, cái lối để đi vào ở trên cũng có nhiều những cái đèn lồng ở trên. Không biết là hôm nay là họ có biểu diễn cái gì ở trên không, bình thường là họ có biểu diễn ở trên đó các bạn. Đây là khu vực ở phía trước tượng đài, ngay khu vực tượng đài hồ nước ngay chợ Đà Lạt các bạn. Trong đó là chợ Đà Lạt, còn bên ngoài là chợ đêm. Vào chiều tối thì người ta bắt đầu những gian hàng này mới bật điện lên, tầm khoảng 5-6 giờ chiều là họ mới bật điện lên để cho phục vụ khách du lịch các bạn. Còn ban ngày thì không có, họ không có bán dọc đường này mà họ bán ở trong chợ nhé. Rồi chúng ta sẽ đi dạo một vòng quang cảnh hôm nay không phải là cuối tuần nhưng mà cũng khá là nhộn nhịp đông vui các bạn. Chợ đêm Đà Lạt là cái nơi mà tập trung vào mỗi buổi tối mọi người sau khi một ngày đi du lịch ở tất cả những cái điểm ở trong thành phố Đà Lạt, thì buổi tối là mọi người hay tập trung về chợ đêm Đà Lạt để mà đi tản bộ rồi đi mua sắm nè, rồi ăn uống, ngồi uống những cái ly sữa nóng, rất là nhiều, đông vui. Đây chợ Đà Lạt đông đúc nhộn nhịp các bạn. Trên đây thì cũng có những người, người ta mặc những cái bộ đồ những cái con thú các bạn, để cho du khách chụp hình
chụp hình là có phí nha bạn, chứ không phải chụp miễn phí đâu mà. Đây. Ở trên kia là khu vực những cái bậc thang của chợ Đà Lạt đó, những cái dốc bậc thang huyền thoại bạn. Ai đến chợ Đà Lạt nhìn thấy những hình ảnh này vô cùng là quen thuộc nè. Đây, ở đây thì người ta cho du khách chụp hình này đó, mặc những cái bộ đồ như thế này đó, những con thú cái này để chụp hình. Thôi đi dạo vòng. Ở đây con ếch nè. Buổi tối đông đúc nhộn nhịp ở khu vực trước chợ Đà Lạt các bạn. Trước chợ Đà Lạt người ta buôn bán hàng quán nhộn nhịp. Rồi đây, cái dốc bậc thang huyền thoại. Ngày xưa mà đến đây là thấy bà con người ta sẽ ngồi ở đây nè. Người ta bán đầy luôn, nhưng mà bây giờ sau này dẹp hết rồi bạn à. Sau này là dẹp hết rồi, chỉ có để khách du lịch đi đi bộ, đi tham quan thôi. Rồi, cho bạn xem một vòng quang cảnh ở phía trước chợ Đà Lạt nha. Ngay chỗ tượng đài, ngay chỗ hồ nước đây bạn nè. Đó, ngay chỗ hồ nước, tượng đài. Rồi, ok, đi dạo một vòng sớm giờ mình kiếm cái món gì đặc trưng mà vừa rồi mới nổi trên Đà Lạt các bạn. Món gì đậu hũ lắc khói gì đó, thấy rồi bạn. Đi qua đây, qua đây, qua đây ghi hình cho bạn xem nha. Ở dọc ngay chỗ khu vực chợ Đà Lạt thì bà con người ta bán dâu nè, đó, đầy đủ dâu đặc sản Đà Lạt các bạn. Dâu rồi bơ rất là nhiều luôn. Rồi đi qua đây. Đây qua đây đậu hũ lắc khói nhà bom đây các bạn. Từ đây. Thì đậu hũ lắc khói hả? Trời ơi, nghe nghe tên là thấy đặc biệt là bạn. Trước giờ bạn ăn đậu hũ nhiều, đậu hũ lắc khói nhà bom. Cái này bán như thế nào anh? Một phần 30 anh. Một là ngon phải trả tiền, không ngon khỏi trả. À dạ, ăn ngon với trả tiền, còn không ngon là khỏi trả luôn. Trời ơi, dễ tính chứ trời. Rồi cho thử hộp coi. Đó, đậu hũ lắc khói nhà bom này là ngay chỗ mặt trước chợ Đà Lạt luôn bạn, ngay chỗ cái vòng xoay tượng đài gì đó, trước chợ Đà Lạt luôn. Đây là cái lối mà để đi vào bên trong chợ bạn. Ủa, cái món này là món gì đây? Lạp sườn nướng đá. À, lạp sườn nướng đá đúng không? Yeah. Đây camera qua cho bạn xem cái công đoạn làm đậu hũ lắc khói nè. Đó, anh sẽ bỏ đậu hũ vào trong cái cốc các bạn. Rồi cái này tương đúng không anh? Cái này tương đúng không? Nước sốt. À, nước sốt hả? Này nước sốt gia truyền hay sốt đặc trưng hay sao? Dạ đúng rồi. Có truyền nghề cho ai không? Có chuyển nghề được không? Xin không nghề mà không có chuyển nghề được. Ôi, có gì cả marzine đúng không? Dạ đúng rồi. Anh để cho mớp. Ờ, vừa vừa thôi. Không cay lắm nha. Ồ, thấy đặc sắc chưa bạn, thấy đặc sắc chưa? Rồi, bắt đầu anh lắc nè. Ôi, ôi, đó. Nhìn lạ mắt chưa bạn? Bán đây lâu chưa anh? Em cũng biết là bán ở đầu chợ đó. À. Rồi sau này mới đây. Ồ, đây đây bắt đầu bốc khói nha các bạn coi nè. Chuẩn bị bốc khói nè. Hôm trước là bán ở đầu chợ đúng không? Đó, trời ơi. Nhìn hấp dẫn chưa, đặc sắc chưa? Quá trời khói luôn bạn. Ôi, nhìn lạ mắt quá. Đó. Không thấy gì luôn. Ờ, ôi ôi khói nè. Đó. À, đưa lên này. À, đó tới cái phần hấp dẫn nhất nè bạn. Trời ơi, đi ra. Ô, bắt đầu nổ ra không? Ô, nhìn đã rồi bạn. Trời, chú giờ thấy kem khói luôn nhiều, lần đầu tiên thấy đậu hũ lắc khói. Mà anh bán này anh dễ chịu vậy à, ăn ngon mới trả tiền, ăn không ngon là không có trả tiền. Lỡ người ta ăn ngon mà ta nói không ngon thì sao? Không sao. Không sao, anh dễ tính các bạn. Rồi thử miếng đậu hũ lắc khói nè. Nó ngon nha. Mình nghĩ nó không ngon nhưng thực sự nó ngon bạn, không phải là tôi ghi hình mà tôi review tôi nói ngon đâu, thực sự nó ngon thiệt. Trời ơi, nó là lạ miệng luôn, không biết diễn tả như thế nào luôn các bạn.
Chứ ăn kem khói không rồi, đây là lần đầu tiên ăn đậu hũ lát khói nè. Miếng đậu hũ nó giòn giòn, kèm theo cái nước sốt đó, đặc biệt là cái nước sốt đó bạn. Nước sốt rất là ngon. Còn có cả kia rau răm ở trong nữa, nó hòa quyện vào bên trong bạn, hòa quyện vào bên trong miệng á. Nó ngon luôn á. Đây, để trả tiền cho ảnh, ngon quá. Món này có chuyên nghề không anh? Dạ không anh. Ờ vậy hả? Cái bên đứng cái bên bán là gì? Là lập xưởng nướng đá mà năn nỉ chuyên nghề không chuyên luôn hả? Trời ơi. Sớm giờ đi kiếm ảnh. Lúc trước là đứng ngoài kia đúng không? Dạ đúng rồi. Hèn chi sớm giờ đi kiếm ảnh, đi lòng vòng quanh chợ là lẹ kiếm ảnh mà. Tính là ra xe đi về rồi bạn, nhưng mà phải quyết tâm đi một vòng nữa vào trong, thấy anh đứng trong đây nè. Rất là ngon nha, bạn nên trải nghiệm, bạn nên trải nghiệm khi đến du lịch Đà Lạt, các bạn đi buổi tối, các bạn đi chợ đêm Đà Lạt á, nên đến đây trải nghiệm thử một lần, xem thử là ông Nhật ký du lịch là ông review có chính xác hay không, hay là ông ăn dở mà ông nói ngon, thì các bạn cứ tự mình đến đây trải nghiệm nha. Hấp dẫn quá. Rồi ok, cảm ơn nha. Đây đi dạo bạn, tiếp tục đi dạo qua đây nè. Đó, buổi tối đi dạo chợ đêm. Thì tôi cho ông camera làm một cục nào. Hả? Làm cục nào, ngon thực sự. Còn ngó bạn thấy không? Rồi camera ăn được đi. Camera đeo khẩu trang, nhưng mà khẩu trang của camera ngộ lắm, là khét một lỗ ở giữa là ăn đút vô luôn mày à. Không có tháo ra. Ờ, ngon luôn. Rồi đi dạo. Có con dốc gì cách đây mà mấy năm về trước là mình đi lên đó bạn, là ra buôn bán đầy ở đây hết. Rất là nhiều nha. Một hộp 30.000 nhưng mà rất là nhiều luôn, rất là nhiều đậu hũ lắc. Quang cảnh của nghe chợ Đà Lạt có nhiêu đây thôi bạn. Đó thì trong video này thì sớm giờ là cũng đã cập nhật cho bạn là chúng ta du lịch Đà Lạt. Ngày đầu tiên là chúng ta đi đâu làm gì đó, thì cũng đã ghi hình trong cái ngày đầu tiên hôm nay rồi. Rồi bây giờ thì có lẽ là Nhật ký du lịch sẽ đi dạo một vòng nữa, đưa camera đi ngắm cảnh rồi chụp hình rồi cho camera một vòng nữa, rồi sẽ về khách sạn để ngủ, về home để ngủ bạn. Và ngày hôm sau là sẽ tiếp tục ghi hình cho bạn một số điểm vui chơi hấp dẫn hơn, lạ hơn ở Đà Lạt đó, sẽ tiếp tục ghi hình cho bạn nha. Cái series du lịch Đà Lạt nó còn 2-3 tập nữa bạn. Rồi ok bạn, rời khỏi chợ đêm Đà Lạt thì Nhật ký du lịch di chuyển ra ngay của khu vực này gọi là quảng trường Lâm Viên các bạn. Đây cho bạn xem nè. Đó, bên đây camera di chuyển qua đây, luôn qua đây cho bạn xem rõ hơn khu vực phía trước cái bông gì Artiso, đặc trưng của biểu tượng của Đà Lạt bạn. Bây giờ sẽ vô ngồi ăn đồ nướng nè. Ở đây bán đồ nướng hả? À có sữa luôn nè. Ôi, đây cái này thì mình bán như thế nào đây? Bán cái này là bán sao? Cái này là bán bao tiền? 15.000 cái này 10. À còn mấy cái này? Cái này bắp 15. À. 20. Trứng nướng. Trứng nướng 10. À. Ngồi đây mà không ăn đồ nướng uống sữa đậu nành được không? Được. À được rồi, cho 2 ly sữa đậu nành đi. Hỏi cho vui thôi được. Hỏi cho vui thôi. Hỏi cho khán giả biết thôi. Bán đây lâu chưa cô? Hình như là dạo trước là bên kia nhưng mà họ họ không cho bán nữa, giờ chuyển qua đây đúng không? Bên đây là ngồi yên tâm hơn. Không cho hết, nhưng mà hồi chiều họ đuổi. Đỡ hơn. Nói chung là ngồi bên đây thì nó cũng khúc lắm, đỡ hơn là mặt bên kia ngay chỗ quảng trường á. Bán được trên 10 năm rồi chứ con. Gần 10 năm. Dạ. Này có con cái gì phụ không? Phụ chạy công an á. Ok, mình ngồi đây ngồi uống sữa đậu nành nóng các bạn. Thực sự Đà Lạt bây giờ nó không còn cái lạnh của Đà Lạt nữa các bạn à. Mất đi cái lạnh của Đà Lạt rồi. Rồi ok. Dạo trước mà lên Đà Lạt á, mà tầm giờ này thôi á. Dạ, giờ ít lạnh rồi. Dạo trước lên Đà Lạt mà tầm giờ này thôi á là phải mặc áo khoác các bạn. Đó, mà bạn thấy không? Trời ơi, tôi không mặc áo luôn, nó không có một cái cảm giác gì mà gọi là lạnh hết các bạn. Không hiểu sao như thời tiết của Đà Lạt bây giờ nó đã mất đi cái lạnh rồi, nhưng mà chỉ có những cái khung cảnh thì
những khung cảnh nên thơ, những khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt vẫn còn thôi, chứ còn cái lạnh của Đà Lạt hiện tại giờ cũng không thấy còn nữa. Bình thường là từ Tết tới giờ là lạnh không cô? Ít lạnh lắm đúng không? Ờ. Đây ngồi vậy. À dạ. Mấy hôm nay có mưa không? À. À dạ. Rồi ngồi uống sữa đâu nành. Rồi ok các bạn, thì có lẽ là Nhật Ký Du Lịch cũng xin khép video lại đây luôn. Mình khép tập 1 lại thôi các bạn. Cái series du lịch Đà Lạt còn ở lại đây 2-3 ngày nữa các bạn à. Mình còn ra nhiều tập, những tập video mà khám phá rồi chơi ở những địa điểm, cố gắng ghi hình những địa điểm mới cho các bạn. Và cũng sẽ cập nhật lại cái giá cả của những khu du lịch mà các bạn cũng đã từng đi rồi. Có thể là Nhật Ký Du Lịch sẽ cập nhật lại, nhưng mà sẽ cố gắng tìm những địa điểm mới nhất của Đà Lạt để ghi hình, cập nhật cái giá cả rồi cảnh quan, rồi cách thức phục vụ, dịch vụ như thế nào, sẽ cố gắng cập nhật cho các bạn. Cái series còn 2-3 tập ở Đà Lạt nữa, và sau đó là sẽ các bạn theo dõi cái hành trình của mình là còn đi Malaysia với lại còn đi bên Singapore nữa các bạn. Sau cái chuyến Đà Lạt này là sẽ ghi hình nước ngoài cho các bạn xem, tại mới đi Trung Quốc về nghỉ xả hơi các bạn. Và chuẩn bị đi nước ngoài nước nữa rồi ghi hình cho bạn xem để kết hợp, tại vì trong nước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã đi hầu như là đi hết rồi, bạn không còn điểm nào để mà đi nữa, do đó là sẽ kết hợp những video ngoài nước cho bạn xem nó thú vị hơn. Bây giờ thì có lẽ là Nhật Ký cũng xin kép tập 1 lại tại đây nha các bạn, nhớ đón xem những tập 2, tập 3 ở du lịch Đà Lạt đó nha. Ok, mình ngồi mình uống sữa nóng các bạn.